Hơi thở cuộc sống xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cảnh sát Mỹ ngày 12 tháng 4 đã phát động chiến dịch truy bắt quy mô lớn đối với đối tượng sử dụng bom khói và nổ súng tại một toa tàu điện ngầm trước đó cùng ngày ở thành phố New York, khiến cho ít nhất 20 người đã bị thương. Và hiện thì cảnh sát New York cũng đã treo thưởng $50,000 cho người cung cấp thông tin về vụ việc, đồng thời tiếp tục tìm hiểu về động cơ gây án. Sở Cảnh sát New York, Mỹ ngày 12 tháng 4 cho biết đang tìm kiếm đối tượng Frank R. James, được cho là liên quan đến vụ nổ súng tại một ga tàu điện ngầm ở khu dân cư Sunset Park thuộc Brooklyn, khiến ít nhất 10 người bị trúng đạn và 13 người bị thương khi chạy ra khỏi tàu. Thông báo cho hay, đối tượng James, 62 tuổi, có địa chỉ tại Philadelphia và Wisconsin. Nghi can được cho là mặc áo khoác vàng và áo nỉ màu xám, cũng như đã bắn 33 phát đạn trong vụ nổ súng. Khoảng một giờ trước, các thám tử đã xác định chiếc xe tải U-Haul ở Brooklyn mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến nghi phạm. Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết động cơ của nghi phạm, song rõ ràng người này đã lên tàu và tấn công có chủ đích. Sau vụ tấn công, thị trưởng New York Eric Adams cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra ga tàu điện, trong khi thống đốc bang New York Kathy Hochul cam kết sẽ vận dụng mọi nguồn lực đầy đủ trong bang để ứng phó với làn sóng tội phạm gia tăng. Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc.